Nghi phạm chém năm thanh niên ở Vĩnh Phúc từng làm huấn luyện về sĩ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc cho biết, Nguyễn Văn Cường rất ít khi ở nhà và ngay cả bố mẹ cũng không biết hắn ta đi đâu và làm gì. Liên quan đến vụ án mạng xảy ra ở địa bàn thị trấn Hương Canh, huyện Bình xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, khi anh Nguyễn Minh Toàn sinh năm 1991, người địa phương bị Nguyễn Văn Cường sinh năm 1985, trú tại Đồng Cương, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc giám tử vong sáng ngày 5 tháng 7, phóng viên đã trao đổi với lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Đồng Cương để có cái nhìn đầy đủ hơn về con người của kẻ gây án. Vị lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Đồng Cương huyện Yên Lạc cho biết, ngay từ ngày còn nhỏ, Nguyễn Văn Cường đã đi làm ở trong miền Nam rồi sau đó chuyển ra Bắc. Đi làm ăn xa nên Cường rất ít khi về nhà, mỗi lần về chỉ trong một thời gian ngắn rồi lại đi, Cường đi làm ăn suốt, thậm chí bố mẹ cũng không biết con cái đi đâu. Làm gì nên địa phương chúng tôi cũng không nắm rõ về con người này, vì lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đồng Cương cho biết. Một vị cán bộ khác của Ủy ban Nhân dân Đồng Cương cho hay, thời điểm vào miền Nam làm việc, hán ta làm nghề huấn luyện về sĩ. Nhớ lại thời điểm xảy ra vụ án, ông Nguyễn Văn B trú tại khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, nơi xảy ra vụ án mạng kể. Khi xảy ra hỗn chiến trên tay nạn nhân Nguyễn Minh Toàn, vẫn còn cầm một con dao nhọn dài 20 cm, hung khí mà Nguyễn Văn Cường cường sắm chém an Toàn là một chiếc dao phớ dài 53 cm. Cũng theo người đàn ông này, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, hai bên từng xảy ra xô xát ở quán cầm đồ của nghi phạm Trần Cao Thái sinh năm 1994, trú tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên. Hiện trong một số những đối tượng liên quan đến vụ án là Hoàng Đình Thu, 27 tuổi, trú tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện Việt Đức. Sáng ngày 5 tháng 7, thông tin từ bệnh viện Việt Đức Hà Nội cho biết, bệnh nhân Hoàng Đình Thu được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương vùng bả vai trái. Vào lúc 12 giờ ngày 4 tháng 7, bệnh nhân Thu được tiến hành mổ, đến 15 giờ cùng ngày thì ca mổ thành công, Thu không nguy hiểm đến tính mạng và được điều trị tích cực tại bệnh viện. Lực lượng công an vẫn đang túc trực canh gác tại khu vực điều trị của bệnh nhân Thu. Trước đó vào tối ngày 3 tháng 7, anh Nguyễn Minh Toàn đến hiệu cầm đồ của Trần Cao Thái, sinh năm 1994, cùng trú khu phố 1, thị trấn Hương Canh, để thỏa thuận về việc trả nợ. Tại đây, Toàn và Thái xảy ra xô xát. Sau đó, anh Toàn đánh nhau với Thái và Hoàng Đình Thu, nhân viên làm thuê cho Thái. Trong lúc xảy ra xô xát, Toàn dùng dao đâm Thái bị trọng thương rồi bỏ chạy về khu trung tâm thương mại Bình Xuyên, ở khu phố 1, thị trấn Hương Canh. Lúc này Thái và Thu truy đuổi không kịp nên Thu gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Cường, một nhân viên khác làm thuê cho Thái tới cứu viện. Khoảng 10 phút sau, Cường cầm con dao phớ đến tiệm cầm đồ của Thái, tiếp tục cùng Thái và Thu đi tìm đánh Toàn. Khi đến khu vực trung tâm thương mại Bình Xuyên, nhóm Thái phát hiện Toàn đang cầm dao đứng một mình liền lao vào đánh. Quá trình đánh nhau Thu bị Toàn đâm trọng thương khi dùng gậy tấn công Toàn, thấy vậy Cường sử dụng dao phớ nhảy vào chém vào cổ Toàn sau khi gây án thái và cường bỏ về cửa hàng còn thu được đưa đến bệnh viện cấp cứu